Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại video tiếp theo của mình. Lại là mình cái Túc đây. Nếu mọi người còn chưa đăng ký kênh của Túc thì cho Túc xin một nút like cũng như một nút đăng ký để cập nhật những video, những cái dự án, những quả kèo A-Rock cũng như cờ lam chất lượng Túc gửi tới anh em. Ở video này thì mình với anh em mình hướng dẫn anh em đi tất lét cái quả kèo cực kỳ là ngon. Như quả kèo video trước video này này thì mình có đăng là anh em đi tạo cái ví xui mạng xui thì anh em claim miễn phí, hoàn toàn miễn phí, nhận LFT Telnet đấy, để khi nó đại loại nó giống như con Aptos đấy, Aptos trước ấy đấy, là mỗi ví là anh em đi Telnet đấy, mỗi ví là được đâu đó tầm 1.000 đô, 1.500 đấy, được chưa? Thì hai con quả kèo này thì không khác gì con Aptos. Thì như anh em có thể mà đăng ký kênh mình trước từ giờ ấy, thì AirDrop đi test led ấy thì lâu lắm giờ mình cũng không làm đấy, thì nhưng mà đến dạo gần đây thì có hai quả kèo này thì mình thấy là khá là ok và ngon, nó đại loại như con Aptos ấy đấy. Thì kèo này thì anh em nào có máy tính thì làm trên máy tính thì nó đơn giản, mới mất tầm 3 4 phút thôi, còn làm trên điện thoại thì là nó cực kỳ là khó luôn. Nếu mà anh em nào mà không theo dõi hết cái video mình làm ấy thì có khả năng là không làm được, phải dùng máy tính đấy. Nhưng mà mình hướng dẫn anh em trên điện thoại nên là anh em phải xem từng bước bước một nhá. Đây, như anh em có thể thấy đây, kèo này thì ăn chia 1 triệu đô token LFT và 1 triệu đô LFT và token GV Quay đây, Meta Aura, được chưa? Thì kèo này đi testnet thôi, testnet thì anh em testnet loại như kiểu testnet thì xem cái testnet ấy thì khi mà kia nó phân phối airdrop ấy thì anh em sẽ gọi là nó cho những đại loại, anh em hiểu là anh em đi testnet thì anh em là tiên phong đúng không ạ? Thì nó sẽ cho những người tiên phong một chút khi token nó bắt đầu là nó mở ấy, được chưa? Đấy, bây giờ không nói linh tinh nữa, thì bây giờ kèo này là kèo không red anh em nhá, solo 1-1 nhá. Anh em nào thích chiến quả kèo này thì chiến mình, nhưng mà mình lưu ý hai quả kèo mình quả kèo mạng xui đấy nhận LFT, và quả kèo này thì anh em có thời gian thì cố gắng làm cho mình vì kèo cực kỳ nó ngon luôn. Nó như con Aptos ấy. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em làm nhanh luôn vì kèo nó dài, được chưa? Trước tiên thì anh em chuẩn bị cho mình đấy, kèo này thì yêu cầu trước tiên thì anh em chuẩn bị cho mình một cái ví MetaMask, được chưa? Có tích hợp mạng BSC Telnet. Anh em lưu ý nhá, mạng BSC Telnet và một Kiwi trình duyệt Kiwi có tích hợp mạng có tích hợp MetaMask nha anh em nha. Còn trình duyệt wiki với tích hợp có tích hợp MetaMask, cái ví MetaMask ấy thì mình cũng có video hướng dẫn anh em rất cụ thể rồi, được chưa? Còn anh em có ví MetaMask ấy thì anh em sẽ tích hợp mạng BSC Telnet cho mình. Tích hợp thì cũng đơn giản thôi, thông số cũng như là ký hiệu số thập phân mình có để dưới hết phần mô tả để anh em làm mạng Telnet này, được chưa? Nếu mà mạng Telnet thì anh em kích vào phần ba gạch này. Đây, hiện tại mình làm rồi, em kích vào phần cài đặt cho mình. Sau đó thì anh em kích vào phần mạng này, đấy, BRBL này, RBS này, được chưa? Rồi anh em kích vào phần thêm mạng cho mình, rồi thông số các thứ là mình cứ để hết dưới phần mô tả nha. Rồi anh kích vào phần Chrome này, rồi tên mạng các thứ là RBC các thứ là chuỗi các thứ là mình để hết dưới phần mô tả, anh em thì việc điền vào thôi, là nó ra mạng như của mình thôi. Rồi và một cái Discord nhé, tài khoản Discord đấy. Rồi thì bây giờ như anh em kích cầu và anh em tạo ra mạng BSC Telnet ấy thì nó chưa có như của mình đâu, chưa có BLB Telnet đâu. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em lấy cái claim cái BX phí ga BLB Telnet để anh em đi claim cái đồng USD USDT Telnet này. Đấy. Thì bây giờ anh em sẽ đi claim ít phí BLB ăn. Đấy, như anh em lưu ý nhá. Testnet đấy, ví dụ như của mình là BLB Testnet này, có Testnet là nó không có giá trị nhưng mà gọi là nó cho anh em Testnet để đi làm các kèo AROP ấy, anh em hiểu không ạ? Đấy, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em đi Testnet, rồi em kích vào phần sao chép địa chỉ cho mình. Đấy, kích phần giữa cho mình. Đã sao chép thành công rồi, anh em sẽ quay sang địa chỉ này cho mình. Rồi anh em vào Google anh em gõ cho mình là testnet.binance.org hoặc đường link mình có để dưới phần mô tả hoặc phần bình luận hoặc trong group tên ga của mình, sau đó thì ra giao diện như trên, kích vào tôi không phải ngờ máy, rồi anh em bắt đầu nhập captcha này. Rồi khi giải captcha xong thì anh em mới hiện lên cái giao diện như trên này, rồi anh em cái địa chỉ ví anh em
vừa sao chép đấy, em kích cái phần inbox cho mình, được chưa? Inbox này này. Rồi anh em sẽ dán trực tiếp cái địa chỉ vào cho mình. Rồi sau đó thì em kích vào GVA Mi My BLB cho mình. Rồi kích vào phần 0,5 BLB Tenet này. Ok, hiện lên như vậy thì ok đấy, chờ nó chạy nút đang. Ok, bây giờ anh em quay sang địa chỉ Tenet cho mình này. Rồi như anh em có thể thấy đây, mình đã được thêm 0,5 nữa là được 6,3 BLB Tenet rồi. Ok, bây giờ thì anh em chiến thôi nhỉ. Đấy, đã đầy đủ các bước như vậy rồi thì bây giờ anh em sẽ chiến thôi. Rồi bây giờ thì anh em sẽ ép cái token USD USDT Tenet vào đây ăn. Rồi anh em cờ làm cái USDT Tenet vào, được chưa? Đấy, rồi anh em nhập nhập token cho mình. Như của mình làm hết rồi, được chưa? Em kích phần nhập nhập token này. Rồi anh em sẽ dán địa chỉ USDT Tenet vào cho mình. Dán vào đây. Rồi. Đây, em kích phần dưới này, nó tự động nó hiện lên thôi. Đấy, hiện lên rồi em kích cái phần nhập cho mình. Đi của mình nhập rồi, được chưa? Cái con check USDT Tenet này mình cũng để dưới phần bình luận các thứ đấy, để cho anh em dễ sao chép các thứ, chứ anh em tìm nó mày mò lâu lắm, được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ vào trong quét này. Đấy, nó lòng ngoằng như thế. Rồi em kích vào góc trái màn hình cho mình. Anh copy cái trang quét mình có để dưới phần mô tả con trang quét, để anh em vào anh em cờ làm USDT Tenet ấy. Rồi đây, trang quét có tên là Meta Meta Aura này, được chưa? Rồi em kích phần con lick cho mình, con lick ví đấy, con lick wallet đấy. Rồi khi mà nó hiện lên cái địa chỉ ví của anh em ở góc này thì là ok, anh em đã. Rồi anh em vào xác nhận là fan nữa, ký fan này. Chờ nó quay ăn. Anh em làm trên máy tính thì nó đơn giản, nó không máy tính làm cái này, làm trên điện thoại nó tập những quả kèo Tenet này không muốn làm, được chưa? Rồi như vậy là anh em đã 10.000 USD rồi. Anh em cứ kích vào GV quay USDT này thì là anh em sẽ nhận được USDT Tenet nhá anh em nhá. Cứ vậy là xác nhận thôi. Thì anh em nào mà đã vào đây rồi thì kích cho nhiều nhiều USDT Tenet vào để anh em làm cái airdrop nhiệm vụ cho nó được gọi là được nhiều, được chưa? Khi mà kích đủ kích thoải mái để anh kích thoải mái mà, được bao nhiêu USDT cũng được. Nhưng mà kèo này kèo anh em làm nhanh đi. Kích nhiều thì dự trữ sợ nó USDT Tenet nó hết đi. Anh em hiểu không ạ? Rồi sau đó thì anh em kích một phần Meta Bull của mình, được chưa? Rồi bắt đầu làm chiến dịch rồi. Rồi đấy, điều hướng anh em giao diện của thằng trang web của nó này. Đấy, bước này bước phức tạp này. Đấy, nếu mà anh em cái video mình có hướng dẫn anh em tích hợp mà MetaMask ấy với Wiki ấy. Đây, như mình kích ở phần góc phải màn hình cho mình này. Đấy, anh em vuốt xuống này, có thể anh em có thể thấy là MetaMask mình đã tích hợp vào Wiki đúng không ạ? Nếu của anh em chưa tích hợp thì có thể xem video mình đã hướng dẫn anh em tích hợp rồi. Ok, bây giờ thì anh em sẽ kích cái phần ví, cái địa chỉ ví này cho mình. Đấy, cái ví này đấy. Đấy, bước này bước khoai này. Rồi kích cái phần ví này. Rồi, hoặc anh em cứ mở tên mình, mở MetaMask này năng. Đấy. Mở tên MetaMask này. Anh em mở MetaMask có tích hợp mạng, có tích hợp ở trong Wiki ý. Đấy, anh em kích phần nhập mật khẩu rồi mở lên cho mình nhá. Rồi nó hiện lên như vậy thì anh em tương tác các thứ này. Thì anh em xác nhận cho mình này. Đấy, để nó tương tác này. Kết nối với cái trang web vừa nãy đấy. Được chưa? Rồi kết nối anh em phí rồi, anh em sẽ bây giờ anh em sẽ quay sang thằng web vừa nãy nhỉ. Rồi khi quay sang web vừa nãy thì là nếu mà nó hiện lên cái địa chỉ ví của anh em ở góc phải màn hình chỗ này này là ok, anh em đã kết nối ví thành công với Quiki, với cái con kết nối web Meta Bull này với địa chỉ ví của anh em. Đấy, bây giờ thì anh em sẽ làm sao ạ? Sẽ kéo xuống cái này, anh em sẽ đi gọi là đi trải nghiệm đấy, được chưa? Trải nghiệm Tenet đấy. Rồi em kích vào phần ví dụ như Potent cho mình, được chưa? Bây giờ mình sẽ anh em kích vào phần góc ba gạch trên màn hình cho mình này, chuyển sang trình duyệt trên web cho mình. Rồi khi nó trở sang trình duyệt trên web như vậy thì anh em có thể đi vào Tenet này, ví dụ như cái thằng xui này chẳng hạn đấy. Nó hỏi câu ví dụ như mình chọn đằng trên đi. Đấy, chọn trên này.
Đấy, bây giờ mình nó hỏi cái gì nào? What, mình sẽ dịch rồi. Đấy, chỉ số đô la Mỹ đã sẽ đạt mức nào trong 14 ngày 14 tháng 11? Được chưa? Mình, anh em cứ chọn bừa đi, được chưa? Vì cái này là test nét mà, nó thử test thử cái mạng nó xem. Ví dụ như anh em đặt là, ví dụ như trả lời là 10.000 đô đi. Cái số tiền test nét này thì anh em vừa cờ làm mà đúng không ạ? 10.000 này, em kích cổ phần là bỏ này. Đấy. Đấy. À, cái lobby rồi. Bây giờ mình vào mình xác nhận đi. Lại kích ở góc ba gạch cho mình. Làm trên điện thoại là hoàng lắm, trên máy tính nó cần kích có phát là mở tiện ích ra là ok. À đây, em kích cổ phần quyền vở cho mình, tab mới cho mình. Rồi, đây mình vào xác nhận này. Không thấy nhỉ? Rất là hoàng luôn. Rồi, kích cổ phần ba gạch này, em kích cổ phần Meta này. Anh em vào xác nhận này nữa. Rồi, khi đến giao diện Meta thì anh em sẽ kéo xuống này, anh em xác nhận cho mình. Xác nhận cái vừa nãy mình xác nhận cái hợp đồng UST Testnet ấy là mình đã bỏ phiếu ấy là như thế. Rồi em quay sang tab Meta Ora này, được chưa? Xem là nó được chưa. Rồi, như cầu anh em bỏ phiếu thành công rồi, em sẽ chụp lại ảnh màn hình cho mình, được chưa? Biết mình đang quay như vậy có chụp được không? Ảnh chụp màn hình này. Rồi ok, đã chụp màn hình xong. Rồi. Đấy, hàng ngày anh em cứ vào đi test thử nha, vào đi gọi là test nét thử nha. Rồi bây giờ bước cuối cùng này. Bước cùng anh em sẽ join Discord này và bắt đầu là gửi địa chỉ ví này. Rồi. Anh em sẽ chấp nhận là mấy cái bạn trên Discord này, được chưa? Chờ nó đăng tải tí. Đời quá nhỉ. Ui. Rồi anh em chấp nhận là mời cho mình này. Rồi sau đó thì cái này là bot rồi. Rồi khi anh em join vào Discord ấy, thì anh em kéo xuống này, em kích vào phần là mi buôn tôn cho mình này. Đấy, kích giữ nha anh em nha. Đâu rồi. Rồi em kích giữ cho mình. Rồi em gửi đi này. Rồi thì nó ra cái giao diện như trên của anh em này. Đấy, phần đa là anh em dùng máy tính này, anh em có thể thấy này. Rồi bây giờ mình sẽ đấy, bây giờ anh em sẽ chụp cái ảnh cái màn hình đúng không ạ? Đấy, phần đa là anh em dùng máy tính có dùng điện thoại đâu, dùng điện thoại nó lâu lắm. Rồi bây giờ thì anh em sẽ copy cái địa chỉ ví Telnet cho mình, được chưa? Của anh em ấy. Đấy, mình vừa hướng dẫn này đấy. Rồi anh em sẽ copy địa chỉ ví này, kích vào đây copy địa chỉ ví Telnet của anh em này. Ok. Rồi quay sang Google dịch cho mình. Rồi anh em sẽ quay sang Google, anh em sẽ dịch sang tiếng Việt sang tiếng Anh cho mình. Đấy, ví dụ như là câu nói ví dụ như dự án hay là Testnet hay cái thứ đấy. Rồi anh em ví dụ như anh em thích bình luận cái gì bình luận ấy. Cũng anh thích là nói gì cũng là nói lời hay tốt cho dự án, được chưa? Đấy. Rồi anh em sẽ copy cái cụm từ này, được chưa? Copy cụm từ nó dịch sang tiếng Anh ấy, anh copy được tiếng Anh ấy, vì nó nước ngoài mà không phải Việt Nam nên là copy sang tiếng Anh, được chưa? Anh chat cho mình. Rồi sau đó thì anh em quay sang cái phần Discord này. Đấy, như người ta nó chụp ảnh cái thứ này, gửi địa chỉ ví này. Rồi em sẽ kích cái phần dấu cộng này cho mình. Ừ. Rồi anh em sẽ gửi cái ảnh vừa nãy cho mình đây. Cái ảnh vừa nãy chụp đây. Rồi, anh em sẽ kích cái phần bình luận này. Ví dụ như là đây, anh em sẽ dán cái bộ này tạm đi. Rồi anh em sẽ kích vào cái từ tiếng Anh này, rồi sau đó thì anh em xuống dòng này. Anh em sẽ dán địa chỉ ví của anh em vào đây. Bộ nó tạm này. Rồi, đúng với địa chỉ ví của mình rồi. Khi mà nó phân phối về địa chỉ ví này anh em nó đã làm testnet đấy. Đấy, là loại như thế rồi anh em sẽ gửi đi cho mình. Ok, đăng tải lên này. Dạ. Ok. Dạ. Xem đúng không ạ? 19/19. Ok. Đã bỏ phiếu thành công, được chưa? Rồi. Đây địa chỉ ví của mình, khá là ok. Thỉnh thoảng anh em nhớ vào anh em làm như vậy, làm theo như video của mình ấy để cho nó gọi là uy tín ấy, được chưa? Khi mà nó phân phối airdrop cho anh em ấy là nó phân phối như kiểu cái con là aptot ấy là có nghĩa là nó công nhận là cái địa chỉ ví này là nó cũng vào nó test net cũng gọi là nhiều đây, cũng gọi là
người tiên phong đây, thì kiểu gì khi mà dự án nó ok thì nó phân phối AROC cho anh em thì uy tín, được chưa? Rồi, trong quá trình thao tác anh thì không thể có thể comment mình dưới mình xin hỗ trợ nha. Bây giờ chào tất cả mọi người, hẹn mọi người video tiếp theo.